Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe Thái Chuyên trì tụng nguyện thọ Như Lai ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hải ý hỏi về pháp môn Tịnh Ấn quyển 3. Lại nữa, hải ý. Thế nào là Bồ Tát có thể chịu đựng sự bức bách về thân? Nghĩa là nếu Bồ Tát gặp khi thân phần sắp đoạn hoại thì Bồ Tát phải y theo pháp quán sát các chúng sinh khác. Lại nữa, nếu Bồ Tát có đầy đủ phương tiện khéo léo thì có thể tu hành viên mãn sáu pháp ba la mật. Những hành tướng nào gọi là phương tiện khéo léo để Bồ Tát tu tập viên mãn sáu pháp ba la mật? Nghĩa là Bồ Tát khi thấy thân mình sắp bị đoạn hoại thì không tiếc thân ấy, từ bỏ thân ấy, cũng không ưa thích. Như thế tức là có thể tu thí ba la mật. Lại nữa, nếu khi thấy thân sắp hoại, đối với tất cả chúng sinh khởi tâm đại từ không bỏ họ, như thế tức là có thể tu chết ba la mật. Là nếu khi thấy thân sắp hoại, Bồ Tát vì độ tất cả chúng sinh nên dù thân bị đoạn hoại cũng có thể chịu đựng, tâm không lay động, sức nhẫn hiện khởi. Như thế tức có thể tu nhẫn ba la mật. Lại nữa, nếu khi thấy thân sắp hoại thì không bỏ tâm nhất thiết trí, mà phát khởi sức tinh tấn lớn để thâu nhận nó ở trong sinh tử khởi các thiện căn. Như thế tức có thể tu tinh tấn ba la mật. Lại nữa, nếu khi thấy thân sắp hoại, đối với chí phát tâm báu nhất thiết trí không từ bỏ, phải khéo léo chăm sóc tâm đại bồ đề, chăm sóc như vậy trong ngoài vắng lặng, như thế tức có thể tu định ba la mật. Lại nữa, nếu khi thấy thân sắp hoại, Bồ Tát nên quán kỹ thân mình giống như các loại cây cỏ đất đá, hiểu rõ thân này không thật như huyễn, nghĩa như thật, các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô ngã, niết bàn vắng lặng. Nếu có thể quán kỹ thân như thế thì đó là có thể tu tuệ ba la mật. Bồ Tát tu hành viên mãn hành tướng sáu ba la mật như thế mới được không thoái chuyển đối với pháp đại thừa, như vậy gọi là Bồ Tát có thể nhẫn chịu sự bức bách về thân. Lại nữa, hại ý, thế nào là Bồ Tát có thể nhẫn lãnh sự bức bách về lời nói? Nghĩa là nếu có người đến hoặc thử hoặc thật dùng lời ác chê bai mắng nhiếc, nhục mạ, giận dữ, thế Bồ Tát có thể nhận lãnh, không khởi sân giận, cắt đứt sự ràng buộc oan nghiệt ấy. Lại nữa, nếu Bồ Tát có độ phương tiện khéo léo khi thấy người khác đến chê bai nhục mạ, khi nghe rồi, Bồ Tát cần phải tu hành viên mãn sáu ba la mật. Những hành tướng nào gọi là phương tiện khéo léo để Bồ Tát tu tập viên mãn sáu ba la mật? Nghĩa là Bồ Tát khi bị người khác đến dùng lời ác chê bai nhục mạ, Bồ Tát nghe xong liền nghĩ thế này: người này đời trước tạo nhân keo kiệt cho nên bị keo kiệt làm nhiễm ô, nay mới hiện khởi, là cũng không cần cùi bạc hiền, vì vậy người ấy không bỏ được sân giận. Nay ta nói pháp đoạn trừ sân giận cho người ấy, vì sao? Vì ta luôn tánh hiểu pháp thế xã nên không keo kiệt, cũng từng gần gũi các thiện tri thức, vì vậy ta nay buông bỏ lời nói ác, xa lìa sân hận. Như vậy tức là có thể tu thí ba la mật. Lại nói, người kia đến chơi ba nhục mạ, khi ấy Bồ Tát liền nghĩ thế này: người này hiện rõ nghiệp ác phá giới, nên đến nhục mạ, giận dữ ta. Nay ta tu tập cấm giới thanh tịnh, nên đối với người này ta không sinh sân giận, vì ta giữ gìn tâm bồ đề và nghĩ đến nghiệp báo. Như vậy tức là có thể tu giới ba la mật. Lại nữa, người khác đến chê bai nhục mạ, khi ấy Bồ Tát liền nghĩ: người này quá thô lỗ, tội lỗi nhiều sân giận, cho nên đến chê bai nhục mạ ta. Nên ta cần đầy đủ sức nhẫn nhục, rồng tu hành từ, cho nên đối với người này ta không sân giận. Như vậy tức là có thể tu nhẫn ba la mật. Lại nữa, có thể có người đến chê bai nhục mạ, thấy Bồ Tát liền nghĩ thế này: người này lười biếng, xa lìa pháp thiện, cho nên đến nhục mạ giận dữ ta. Nay ta phát khởi tinh tấn rộng lớn, khuyên khích thực hành pháp tu tập, vun trồng các gốc lành, không hề chán nản. Ta cầu cho người này trước hết được ngồi nơi đạo tràng bồ đề, còn ta sau cùng mới chứng đắc quả bồ đề vô thượng. Nếu người mang áo giáp tinh tấn như thế thì đó tôi có thể tu tinh tấn ba la mật. Lại nữa, nếu có người đến chê bai nhục mạ, khế Bồ Tát liền nghĩ thế này: người ấy mất chánh niệm nên không hiểu biết đúng đắn, là cũng không dứt bỏ phiền não nên đến giận dữ nhục mạ ta. Nay ta dứt trừ phiền não, nghĩ đúng biết đúng, chuyên chú vào một cảnh, là không quên mất tâm đại bồ đề. Nay ta nên vì những chúng sinh ấy, người không điều phục, người không bán lặng, người không giữ gìn các căn, người không dừng nghỉ,
ta đều làm lợi ích cho họ để mang áo giáp đại thừa. Nếu người có thể an định tâm như thế, thì đó, tôi có thể tu định Bà La Mật. Lại nữa, nếu có người đến cho ba dục mà, Thế Bồ Tát liền nghĩ thế này: người này chấp trước tướng ngã, ta có cảnh sở đắc nên đến cho ba dục mà ta. Nay ta nương vào pháp, đối với hai loại sân đã khởi hoặc sân chưa khởi, quan sát như thật thì người sân và pháp sân đều chẳng thể nắm bắt được. Như lý suy tìm hoặc tự hoặc tha đều xa lìa, có sự hiểu biết như thế thì nên có thể nhận lãnh. Như vậy tức có thể tu tuệ Bà La Mật. Này hải ý, Bồ Tát tu hành viên mãn hành tướng của Sa Bà La Mật như thế mới được không thoái chuyển đối với pháp đại thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát có thể lãnh chịu. Sẽ có bắt về lời nói. Lại nữa hải ý, thế nào là Bồ Tát có thể nhận lãnh sự bức bách về tâm? Nghĩa là nếu khi Bồ Tát thấy các loại ma đến quấy nhiễu, phá hoại, Bồ Tát cần phải giữ tâm Đại Bồ Đề vững chắc bất động. Là khi có người dùng tất cả lời nói tà vậy tự cho là có sở đắc, có tướng chấp trước, đến quá nhiều thì cũng nên như thật an trú nội tâm, đối với tâm nhất thiết trí trở nên quên mất. Vì sao? Vì loại ma ấy có thế lực lớn, cho đến cuối cùng hóa làm hình Phật hiện đến trước người ấy nói thế này: ngươi ở trong pháp đại thừa có năng lực gì, ngươi nên bỏ gánh nặng như thế xuống đi. Hãy ngừng việc làm cần khổ tinh tấn lại, Bồ Đề khó đắc, pháp Phật khó đạt. Ở trong sinh tử chỉ trải qua nhiều khổ não, nên ngươi là đại sĩ, nếu muốn chấm dứt khổ ấy, thể mau thủ chứng Niết Bàn thanh văn. Nếu Bồ Tát khi bị ma đến, dùng lời cố quấy nhiễu như thế, thì nên mang áo giáp kiên cố như trước, chẳng nên sợ bỏ, nội tâm cũng chẳng động, chẳng hoại. Nếu được như thế thì tâm không gì sánh hơn, không thể hoại diệt. Bồ Tát khi ấy nghĩ thế này: ta phải quyết định đi đến đạo tràng, ta phải quyết định dùng sức đại trí trừ dập quân ma rồi, sau đó mới chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Ta phải quyết định chuyển pháp luân màu nhiệm, ta phải quyết định nói pháp rộng lớn khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, ta phải mời gọi tất cả chúng sinh ban pháp thí khắp cho họ, làm cho họ được đoàn đủ. Tất cả chư Phật dùng ta tâm trí soi chiếu ta, tất cả hiền thánh chứng tri tâm đại bồ đề này của ta thật sự có thể nhận lãnh các việc bức bách. Ta không lừa dối tất cả chư Phật, tất cả hiện thánh, tất cả chúng sinh, cho đến cũng không tự lừa dối mình. Này hãy ý, nếu chưa Bồ Tát tu hành như thế, tức có thể chịu đựng sự bức bách về tâm mới đạt được pháp đại thừa không thoái chuyển. Như hành tướng này, đối với những Bồ Tát nào đại phát tâm báu nhất thiết trí, thì có thể nhận lãnh sự bức bách. Nếu đối với nhẫn nhục Ba La Mật, mặc áo giáp kiên cố, thì đối với tinh tấn Ba La Mật, không biến trễ thoái lui. Nếu đối với hai Ba La Mật này, có thể viên mãn được, tức là đại Bồ Tát với tâm báu nhất thiết trí có thể nhận lãnh sự bức bách. Bây giờ Đức Tổ Tôn lại nói bằng bài kệ: tâm đào đại Bồ Đề không hoại, lại cũng không hoại tâm đại bi. Đối với tam bảo khéo hộ trì cho nhóm Phật pháp cũng không mất. 32 tướng 8 vẻ, 80 vẻ, 10 lực trang nghiêm thân tướng tốt, tu hành nhiều pháp tròn phước trí, chịu được bức bách nên không thối. Công đức cõi Phật nhiều vô biên, nhờ sức vô nguyện đều nghiêm tịnh, pháp bảo vô thượng môn tối thắng. Ta nguyện luôn giữ gìn vững chắc vô số chúng sinh vô biên cõi, ta nguyện đều độ thoát khắp cả, nội tâm không hoại nhân lợi lạc, vì vậy lãnh chịu sự bức bách tất cả thế giới trong mười phương, khắp hết tất cả các chúng sinh cho đến vô biên cõi chúng sinh, cầm đầu đều cầm gậy gộc đến bức não, cây gỗ khủng bố nổi sân giận, đánh đập như thế mong khắc phục. Bồ Tát nhờ tu nhân công đức, khởi tâm mạnh mẽ, nhẫn chịu được, trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp, từ gốc sinh tử đời trước đến. Khi chúng dùng lời ác nhục mạ, tâm Bồ Tát ấy không não hại. Do đại trí nên nhẫn chịu được, chẳng sinh phẫn nộ, chẳng sinh sân. Bức bách như vậy tùy chỗ biết, có thể nhẫn chịu được thanh tịnh. Lại nữa khắp hết các chúng sinh đều cầm khí giới đến gia hại, cái sẹo thân phần ra từng mảnh, cho đến phân thay ra từng phút. Khi Bồ Tát tâm không động, chẳng sinh chẳng sinh mảy may tâm sân giận, kiên cố giữ tâm đại Bồ Đề, chịu được bức bách được thanh tịnh. Bồ Tát đi đứng hoặc ngồi nằm, hiện oai nghi ấy khiến người tịnh, trong đó tìm kiếm hoặc có người tâm đại Bồ Đề không xả bỏ, thực hành bố thí và các hạnh, hoặc lại phát khởi tâm thiện các, ngay khi người khác cắt thân mình,
ra từng miếng nhỏ nằm tứ tán. Bồ Tát Diệp dù gặp cảnh khổ này, tâm cũng vui vẻ với người ấy. Nhớ người vô biên kiếp đến đây, đã khắp các nẻo đều tạo tác, ba đường địa ngục, quỷ, súc sinh, cho đến ngày nay được thân người. Tuy thân tan nát, quả vẫn còn, vì cầu trí Phật thân xả bỏ. Tuy ta nay được thọ thân người, vô số các khổ thường bức bách, nếu so với khổ ngục A Tỳ, khổ này chẳng bằng 1%. Ta thà ở trong địa ngục ấy, chịu đựng khổ ấy qua trăm kiếp, Phật và chánh pháp cùng chúng sinh, ta quyết trọn đời không xả bỏ. Ta quán thân này pháp vô thường, sát na diệt tại giống như huyễn, bốn đại hư giả cùng hợp thành. Phật dạy bốn đại như rắn độc, nếu ta xả bỏ được thân này, sẽ là độc hại ở trong thân. Độc phiền não ấy muốn tiêu trừ, mình người thành Phật trí tự nhiên. Thân này của ta ở thế gian, nhiều việc sợ hãi sinh sợ hãi, vì cầu thân các duyên an lạc, do các dục, ăn uống vân vân. Nếu ta từ bỏ được thân ấy, dứt được các duyên liền sợ hãi, nếu thường hiểu rõ tư duy này, có thể nhẫn chịu các bức bách. Chúng sinh thế gian nhiều trăm ngàn, thêm bao che các pháp bất thiện, ít có người ở trong pháp thiện, theo sức mình, hết sức chở che. Nếu ta đối với pháp bất thiện, không bao giờ là giúp sức thêm, ta nên giúp tu pháp nhẫn nhục. Lời nhẫn nhục Phật đã dạy bảo, tất cả Phật mười phương hiện có, xin chư Phật chứng minh cho con. Con nay phát khởi tâm quyết định, ở trong Phật thừa chẳng chuyển lấy. Chư hiền thánh có oai lực lớn, đều chứng cho tâm nhẫn của con sẽ nhẫn chịu sự bức bách, mà chẳng hề tạo các lỗi lầm. Như Phật đã dạy thân ngữ ý, cả ba có nhiều thứ áp bức, giới, dũng mãnh đều chịu đựng được, như trước đã nói đều không hoại. Thân ấy có đủ những loại khổ, những nỗi khổ ấy không biên giới, đối với khổ đó nếu chịu được, thân bị bức bách cũng thanh tịnh. Đến khi gặp khổ thân chia cắt, đoạn ra từng khúc từng miếng nhỏ, 63 la mật nếu viên thành, bởi đại trí đức quyền phương tiện. Đó là bố thí và trì giới, nhẫn nhục thanh toán và thiền định, cùng tu ngang bằng tuệ tối thắng, khoảnh khắc nhiếp thọ đều viên mãn, hoặc chỉ nhất thời sợ bỏ thân, lại cũng không thương và không tiếc. Khi ấy cần phải tu thế này, viên mãn bố thí 3 la mật. Nếu đối chúng sinh hành từ rộng, thì không phá giới hạnh thanh tịnh, hiện chứng bồ đề được thâu nhận, viên mãn tịnh giới 3 la mật, dù khi thân ấy sắp đoạn hoại, còn phải giữ vững sức nhẫn nhục. Do đó nếu siêng năng, siêng hành, sức nhẫn, viên mãn nhẫn nhục 3 la mật, tinh tấn gánh nặng không mệt mỏi, trong lòng cũng lại không sanh chán. Thân tuy tan hoại, lực giữ vững, viên mãn tinh tấn 3 la mật, dù khi thân ấy sắp đoạn hoại, chẳng nghĩ xả bỏ tâm bồ đề, ở trong bụi phiền não thối tâm, ra sức khiến chúng đều tiêu diệt, vì sức tu thiền định giải thoát, ta nên hủy hoại thân của mình, khiến khắp chúng sinh được lìa cấu, viên mãn thiền định 3 la mật. Ta quán thân này thật vô ngã, giống như huyễn hóa, như ánh chớp. Người làm người thọ thảy đều không, trong đó thật không mảy may pháp. Với tấm thân khổ đau ràng buộc, về chúng sinh khéo độ thoát họ, đến bờ kia tự tha trọn vẹn, viên mãn thắng tuệ 3 la mật, tường đối giới pháp sâu chắc này, phương tiện tư duy thường khéo tu, có thể nhận chịu bức bách thân, trong đó không khởi các tội lỗi. Đôi khi Bồ Tát nghe lời ác, chưa có chê bai và hủy bán, nghe rồi không sinh tâm sân giận, luôn khởi tâm từ khéo điều phục, xả bỏ sân hận các lỗi lầm, bồ thí thanh tịnh 3 la mật, tâm từ rộng lớn vận hành khắp trì giới thanh tịnh 3 la mật, hiện khởi xuất nhận đối trị lại, nhẫn nhục thanh tịnh 3 la mật, luôn khởi tinh tấn cầu trí Phật, tinh tấn thanh tịnh 3 la mật, ở trong các cảnh tâm thường định, thiền định thanh tịnh 3 la mật, hiểu các âm thanh không thủ đắc, thắng tuệ thanh tịnh 3 la mật, Bồ Tát nghe các lời ác rồi, còn phải tư duy pháp sâu xa, lãnh chịu được lời nói bức bách, vì vậy chẳng chấp các lỗi lầm, giải sự trong ngàn các chúng ma, tà kiến ngoại đạo cùng đi đến, khuyên bảo sẽ bỏ phương tiện tu, cho đằng quả bồ đề khó đắc. Khế Bồ Tát tâm bất động, sức mạnh tăng tiến tu tinh tấn, vì vậy lãnh chịu bức bách tâm, dù nhiều bức bách đều không hoại, nhẫn nhục tinh tấn đều song hành, khéo tu an trú như núi Chúa. Các điều bất bách đều lãnh chịu, các chúng sinh cùng nhau dũng mãnh, tâm báo sửa trị người bất hại, 10 luật Như Lai đều biết hết.
được thấy đấng giác ngộ hiện chấn là cũng được tọa ký thành Phật. Lại nữa, hãy thế nào là tâm báu nhất thiết trí đà phát của Bồ Tát? Dạ như đâm cũng không thủng, nghĩa là nếu Bồ Tát đối với tâm nhất thiết trí kia không chỗ lãnh nạp, không chỗ chấp nương, cũng không chỗ trụ, không xuất, không nhập, không hỷ luận, không phân biệt, phá bỏ phân biệt, không chỗ an lập, nên dùng chánh trí như thật quán sát nơi pháp thâm diệu, pháp thâm sâu ấy. Là những pháp nào? Đó là pháp tùy thuận chuyển sanh, biết rõ không nhờ đối tượng duyên, không đoạn không thường, xa lìa sự hiểu biết thiên lệch, tự tánh vô ngã. Vì tự tánh vô ngã nên tất cả pháp cũng không có tự tánh. Các pháp xưa nay sinh từ chỗ vô sinh, hiểu rõ và không tinh thuận vô tướng vô nguyện vô cầu, đối với tuệ chân thật không có tạo tác rút ráo vô thường, sắc như khối bọt, thọ như bọt nổi, tưởng như sóng nắng, hành như cây chuối, tức như trò huyễn, cái giới không động, các nhập cùng sinh, tâm không chủ dùng, cũng không tác ý. Đối với việc làm tăng thượng hay việc làm chẳng tăng thượng, ở nơi pháp bình đẳng, hiểu rõ như thật, không có các loại hành tướng, cùng một vị như nhau, đều cùng trụ nơi đạo nhất thừa, tu trí đạo hạnh, dựa vào thắng nghĩa, dùng trí rõ hiểu nơi nghĩa, không chấp trước. Tất cả âm thanh ấy ngộ nhập phi âm thanh, để biết tất cả âm thanh đời trước đời sau đều dứt. Hai loại văn và nghĩa, trí nhập vô nhị hiện chứng các pháp, nghĩa bất khả thuyết, nghĩa vô ngã là khổ trí, nghĩa đốt ráo là tập trí, nghĩa không hòa hợp là diệt trí, ngộ nhập hữu vi, vô vi bình đẳng là đạo trí, lìa khoảng trước sau là thân niệm xứ, sinh diệt không ngừng là thọ niệm xứ, quán không đối tượng chuyên là tâm niệm xứ, pháp giới phi tánh giới bình đẳng nghĩa là pháp niệm xứ, nghĩa tâm tự tại là bốn chánh đoạn, lìa các chướng ngại là bốn tầng túc, nghĩa xuất sinh là tính căn, do niệm là tinh tấn căn, không thất ý là niệm căn, siêu vượt khí luận là định căn, không tin vào khác là tuệ căn. Đối tượng duyên không chướng ngại là tính lực, thông đạt các lực là tinh tấn lực, tâm định trụ là niệm lực, không gì lay động là định lực, ở nơi niệm mà tùy niệm là tuệ lực, bình đẳng tương ưng. Với tất cả pháp là niệm giác phần, không xuất không nhập là trạch pháp giác phần, không có ngã sở là tinh tấn giác phần, thân tâm khiêu an trú là hỷ giác phần, bình đẳng giác ngộ là khinh an giác phần, lìa nhị pháp là định giác phần, sẽ lìa các kiến là xả giác phần, trong tất cả phân biệt và vô phân biệt lìa các biến kế là chánh kiến, ngộ nhập tất cả âm thanh bình đẳng là chánh tư duy, lìa pháp nơi thân tâm là chánh ngữ, tất cả việc làm đều được tự tại gọi là chánh nghiệp, không cao hệ là chánh mạng. Bình đẳng an trú trong thiện hay bất thiện đại hiện bày là chánh cần, bình đẳng ngộ nhập nơi tâm, tâm nơi chốn duyên là chánh niệm, tịnh lặng an trú vào samatha, màu nhiệm là chánh định. Đối với kiến hay phi kiến đều mang nghĩa thanh tịnh, không chủ sinh là nghĩa vô thường, nghĩa xưa nay bất sinh là nghĩa khổ, nghĩa không chủ hành là nghĩa vô ngã, nghĩa dừa nghĩ là nghĩa tịch diệt quán lặng, hiểu điều phục tâm là nghĩa bố thí, an trú tánh trong mát là nghĩa trì giới, tùy thuận chúng sinh mà nhận biết tất cả pháp là nghĩa nhẫn nhục, đối với tất cả pháp có thể khéo léo chọn lựa là nghĩa tinh tấn. Nội tâm ngừng nghỉ là nghĩa thiền định, hiểu biết như thật các pháp vô tướng là nghĩa thắng tuệ, tất cả chúng sinh xưa nay thanh tịnh là nghĩa từ, ngang bằng giới hư không là nghĩa bi, vô giới cái không chỗ thù đắc là nghĩa hỷ, tất cả việc làm đều được rốt ráo là nghĩa xả, tất cả các pháp từ đời trước đến nay ba luân thanh tịnh là nghĩa không, đời sau thanh tịnh là nghĩa lìa, hiện tại thanh tịnh là nghĩa vô ngã. Này hãy ý nói các Bồ Tát đối với các pháp sâu xa như thế, không khởi không diệt, lìa các văn tự ngang bằng với hư không, nơi thuận và nghịch trí đều nhập bình đẳng. Nếu thường tự nhiên quan sát việc làm như thế thì Bồ Tát ấy có thể đối với tâm báu nhất thiết trí đà phát ấy, giả như đâm cũng không thủng. Lại nữa, tuy đâm như thế nhưng tâm nhất thiết trí kia không hay biết, tức là ở trong lý tự tại của các pháp mới có thể hiện chứng. Này hài ý, với do nhật nguyệt tự chiếu ở mọi nơi, chiếu sáng khắp bốn châu lớn, nhưng thiên tử nhật nguyệt kia hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng nghĩ ta có thể đến khắp mọi nơi, hoặc không mà đến mà chiếu sáng khắp, chỉ do sức báo ứng
qua phước của tất cả chúng sinh mà được chiếu sáng như thế. Này hay ý Bồ Tát đầy đủ trí khéo chọn lựa cũng giống như thế, tuy ở trong vô lượng cõi Phật rộng vì chúng sinh làm lợi ích lớn, nhưng Bồ Tát ấy hoàn toàn không hay biết, chưa từng khởi các tưởng tác ý, những việc làm kia tùy theo chỗ thích ứng tự hiện phát. Lại nữa hãy ý, nếu Bồ Tát đầy đủ trí chọn lựa thì nên ở trong định ba la mật và tuệ ba la mật, nhưng lý quán sát kỹ. Vì sao? Vì Bồ Tát dù nói thâm đẳng dẫn thì không tu quán pháp, tu quán hạnh Bồ Tát thì không trụ tâm đẳng dẫn. Nếu người nào tu quán hạnh thì người ấy có tuệ, do có tuệ nó có thể khéo quán sát. Quán sát cái gì? Đó là quán thật tướng của các pháp. Thế nào là thật tướng các pháp? Nếu đối với các tướng không có chỗ hành thì đó tức là thật tướng của các pháp. Thế nào là tướng của các pháp? Nghĩa là có cái hiện rõ, tức là tướng các pháp. Đây cũng gọi là thật tướng các pháp. Nếu hiểu biết tất cả như thế, tức là có thể đạt ngộ vô tướng, vô vô tướng. Cái gì là tướng? Cái gì là vô tướng? Tướng tức là sinh, vô tướng là diệt. Nếu vô tướng, vô vô tướng tức là không sinh cũng không diệt. Nếu pháp không sinh cũng không diệt, tức là các pháp tánh xưa nay thường trụ pháp giới không hoại, cho như bất động, tật tế, bất biến. Pháp tánh như thế, đó chính là hiểu đúng như thật về pháp duyên sinh, giác ngộ tướng chân thật của các pháp, hiện chứng thực tế chân lý vô nhị. Như vậy phải dùng trí hiện lượng mới nhận biết được. Này hai ý, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ trí chọn lựa. Ngay khi Phật Thế Tôn thuyết giảng pháp nhẫn chịu sự bức bách, phá chặn thể hoại, lãnh chịu sự mài dũa như thế, trong pháp hội này có 10 ức trời người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 1.600.000 Bồ Tát đều đắc pháp nhẫn vô sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 400. Kinh những điều Bồ Tát hay ý hỏi về pháp môn tịnh ấn, quyển 4. Bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng bài tụng: nếu Bồ Tát nghe tâm Bồ Đề có thể xuất thông tất cả pháp, tức trí xuyên suốt tất cả ấy ở trong các pháp không chấp trước, lại thấy hiểu rõ pháp sâu xa, Bồ Tát trong đó không sợ hãi và cũng không khởi tâm khiếp nhược, giải thường được đạo tối thắng. Các pháp hoặc nhân hoặc sở duyên biết rõ như thật pháp duyên sinh, bậc trí tuệ thuận các pháp sinh, nhân thật chẳng chấp vào biên kiến. Trong các pháp hoặc đoạn hoặc thường, người ấy không sinh sự vướng mắc, hiểu rõ trong ấy cũng như vậy, vì vậy thực tế bất thứ nghị. Tự tánh các pháp vốn vô ngã, trong đó ngã cũng không tự tánh, các pháp không tánh cũng như vậy, xưa nay không sinh đều vắng lặng, các pháp không sinh cũng không khởi, không không chỗ nắm thường thanh tịnh. Xa lìa hỷ luận cửa vô tướng, tất cả bình đẳng như hư không. Vô tâm lại cũng không cầu nguyện, xa lìa tất cả các tham dục, hiện quán các sắc trong tự tánh, cho như bọt nước biết không thật, thọ như bọt nổi tạm sinh diệt, tựa như sóng nắng do vọng sinh, hành như cây chuối không bền chắc, thức như trò huyễn chẳng lâu bền. Bốn giới hiện có tánh không động, cùng cõi hư không kia đồng đẳng, các nhập trong ngoài cũng như vậy, cảnh cùng sinh ra nhưng thầm lặng, nên biết tâm pháp không ở trong, cũng chẳng hiện hữu ở bên ngoài. Ý pháp vô ngã cũng như vậy, trong đó các thức đều vô trụ. Tất cả pháp ấy không thắc ý, và cũng xa lìa hẳn tướng ngã, trong tất cả pháp đều bình đẳng, biết rõ như thật nơi chánh tánh. Pháp chỉ một vị không tánh khác, nhất đạo nhất thừa đều đồng đẳng, hiểu rõ trí đạo như thật. Nghĩa này hiển bày nơi thắng nghĩa, người trí với nghĩa được ngộ nhập, quán thanh phi thanh được tỏ ngộ, tất cả âm thanh trong thế gian, đời trước đời sau đều dứt hết. Hoặc văn hoặc nghĩa tuy hiểu rõ, trong ấy biết rõ không hai pháp, hiệu nghĩa môn bất khả thuyết này, tức thời hiện chứng tánh chân thật, các pháp không sinh là khổ trí. Các pháp bình đẳng là trí, các pháp nghĩa tận là diệt trí, các pháp vô vi là đạo trí. Ở trong thân thọ tâm pháp kia, như lý tùy quán mỗi một pháp, vô niệm lại không hành tác ý, đây gọi là quán bốn niệm xứ. Quán pháp giới chẳng phải tánh giới, bình đẳng rốt cùng cũng bình đẳng, pháp môn chánh đoạn mà không đoạn,
thì đấy gọi là bốn chánh đoạn. Giới tâm nếu đắc tự tại lớn thì đấy gọi là bốn thần túc, siêu vượt tất cả tâm chấp trước. Trên đây được gọi là tánh căn. Giới tất cả pháp được tịch tỉnh thì đấy gọi là tinh tấn căn. Chánh pháp môn niệm mà vô niệm thì đấy được gọi là niệm căn. Nếu không tác ý rõ các pháp thì đấy được gọi là định căn. Siêu vượt các pháp cửa hỷ luận thì đấy được gọi là tuệ căn. Nếu không giới khởi tinh pháp khác thì liền đạt được trí chân thật, với tâm cũng không chỗ tri giác. Đây là tính lực, tinh tấn lực. Nếu hiểu trí vô sinh vô diệt thì đấy được gọi là niệm lực. Tịch tỉnh nơi tâm không chuẩn hành, đây là thành tựu được định lực, chẳng có chẳng lìa sự phân biệt thì đấy được gọi là tuệ lực. Thật hiểu rõ nghĩa của các pháp thì đấy gọi là bảy giác phần. Nơi pháp bình đẳng không sai khác thì đấy được gọi là chánh kiến. Như thật quán chiếu pháp vô nhị, vô sinh là quán các pháp chánh đạo. Vô sinh nghĩa là nghĩa, chính là nghĩa vô thường. Vô khởi thì gọi là nghĩa khổ, vô hành gọi là nghĩa vô ngã, dừng nghĩ gọi là nghĩa tịch tỉnh. Tâm điều phục tức là bố thí, tâm tĩnh lặng tức là trì giới, tùy thuận vạn pháp là nhẫn nhục, quán kỹ chánh tuệ là tinh tấn, rốt ráo tĩnh lặng là thiền định, biết đúng như thật là trí tuệ. Tâm chúng sinh sau này thanh tịnh, biết rõ việc này gọi là từ, ngang bằng với hư không là bi, vui thích thanh tịnh gọi là hỷ, tất cả sở duyên không trụ tâm thì đấy được gọi là hành xả. Lại nếu ba luân được thanh tịnh, có thể hiểu rõ tất cả pháp, thông suốt các pháp môn như thế mà còn dứt hẳn các kiến chấp, trong đó có cả định và tuệ, tức hai pháp này được thông suốt và khắp vô lượng cửu cảnh giới thì đấy gọi là trí chánh pháp. Bây giờ Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát hãy ý. Này hãy ý, Đại Bồ Tát được sự thanh tịnh khắp như thế rồi, đối với tất cả chúng sinh khởi không hư dối, thì dù bị chúng sinh bức hại cũng không sinh phiền bực và chướng ngại, đắc trí biết rõ hoàn toàn, thất tuệ quyết định, Bồ Tát ấy liền có thể đối với tam ma địa căn bản tịnh ấn tự tuyết này an trú trong vũ trụ. Thế nào là an trú tam ma địa căn bản? Nghĩa là đối với tất cả chúng sinh không chướng ngại, nên khởi tâm đại bi. Vì khởi tâm đại bi nên thường được tất cả chúng sinh cung kính, tâm cũng không tự cao, cũng không được cung kính thì tâm cũng không tự ti. Vì vậy cho nên pháp không có chỗ sinh khỏi, cũng không có tâm ngã mạn. Do đó mới có thể tùy thuận an trú nơi các pháp, không trụ pháp si, thường sinh pháp trí. Pháp khắp cùng đều được trí tuệ dẫn dắt thân nghiệp hoàn hảo, trí tuệ dẫn dắt ngữ nghiệp hoàn hảo, trí tuệ dẫn dắt ý nghiệp hoàn hảo. Nên cái việc làm của thân, ngữ ý tất cả đều do trí tuệ dẫn dắt thì Bồ Tát liền có thể chuyển theo trí. Thế nào là Bồ Tát được trí tuệ dẫn dắt thân nghiệp hoàn hảo? Nghĩa là nếu chúng sinh còn thấy sắc thân để có thể hóa độ chịu điều phục thì Bồ Tát liền hiện tướng oai nghi, khiến tâm chúng sinh ấy được điều phục. Bồ Tát tuy hiện tướng như thế chứ không thấy thật có sự giác ngộ, cũng không phân biệt. Hoặc nếu thân Bồ Tát khởi lầm lỗi, đắm chấp nơi thân, thân khởi tướng kỳ dị, thân đi không thẳng, thân có loạn động, sinh thân sinh so lường. Nếu như thế thì các tội lỗi của Bồ Tát ấy nhóm tập hiện tiền như chặt loại cây đa la, về sau các pháp không còn sinh lại nữa. Còn nếu Bồ Tát thân được thanh tịnh thì tất cả tướng tốt đẹp trang nghiêm thân ấy, tay chân mềm mại, đẹp đẽ dễ mến, phước thành sinh thân, các căn không khuyết, thân phần đầy đủ, thì có thân đẹp đẽ hoàn toàn như thế. Nhưng Bồ Tát đối với sắc tướng cũng không kiêu hãnh, thân tuy đẹp đẽ mà không sinh ý tưởng ưa thích. Thì Bồ Tát thấy các loại sắc tướng của tất cả chúng sinh có người nào bị khiếm khuyết, thì bây giờ Bồ Tát không khởi tâm kiêu mạn, mà vì cầu pháp nên khởi tâm khiêm hạ cung kính. Vì sao? Vì pháp tánh của tự thân cùng với pháp tánh của tất cả thân chúng sinh đều bình đẳng, nương vào trí tuệ Bồ Tát đối với thân và pháp tánh của thân đi biết rõ rồi liền đắc pháp thân, không thọ thân phần đoạn. Sao gọi là pháp thân? Đó là thân dùng thiền triệt làm thức ăn uống, không dùng đoạn thực. Bồ Tát vì muốn tùy thuận thế gian, vì thân yêu chúng sinh nên thể hiện thọ nhận thức ăn của thế gian, chứ không vì sự ốm gây ốm của thân. Bồ Tát chỉ đối với pháp thân dùng pháp mạng ấy mà nuôi dưỡng,
chẳng cho đoàn thực của thế gian nuôi dưỡng. Sao gọi là pháp mạng, nghĩa là chỗ nuôi dưỡng không do nhân duyên tạo tác, không vượt thánh hạnh. Sao gọi là thánh hạnh, nghĩa là không tham, không sân, không si, để các phiền não từ chỗ hiện bày mà âm thầm hộ trì giới cấm thì gọi là thánh hạnh. Bồ Tát do trí này dẫn dắt mà thân nghiệp hoàn hảo, nên đạt được các trí thông, thành tựu thân lực, dùng tâm không phát khởi tỏ ngộ, ở trong tất cả cõi ấy hiện thân cùng khắp, tùy theo từng loại chúng sinh nơi các cõi Phật mà ứng hiện thân hình trang nghiêm. Sắc tướng sáng ngời của Bồ Tát an trú trong không phát ngộ, không phân biệt thân tướng trang nghiêm chói sáng hoàn hảo, ở trong thân ấy phóng ra hào quang lớn. Hào quang này chiếu khắp vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật. Tất cả chúng sinh ở địa ngục quả ác đều nhờ tiếp xúc với ánh sáng chiếu đến mà được an vui. Do an vui nên ưa tiếp xúc với hiện tiền, vì ưa được tiếp xúc nên phiền não thiêu đốt tất cả chúng sinh đều tiêu trừ, tất cả đều được mát mẻ, thân tâm an lạc. Các chúng sinh ấy thì được an lạc nên khiếu làm Phật sự. Này hãy ý, các pháp như thế gọi là trí Bồ Tát dẫn dắt tấn nghiệp hoàn hảo. Lại nữa hãy ý, thế nào là trí Bồ Tát dẫn dắt ngưỡng nghiệp hoàn hảo? Nghĩa là nếu Bồ Tát nói ra lời nào thì trong lời đó ấy thường xa lìa tất cả tội lỗi tội ác. Này hãy ý, thế nào là lỗi lầm tội ác trong lời nói? Nghĩa là Bồ Tát luôn luôn xa lìa 64 thứ lỗi lầm trong lời nói. Những gì là 64? Một, Bồ Tát không nói lời khúc mắc. Hai, không nói lời thô tục. Ba, không nói lời gây đổ vỡ. Bốn, không nói lời gây nhục chí. Năm, không nói lời quá cầu kỳ. Sáu, không nói lời quá kém cỏi. Bảy, không nói lời quá ác. Tám, không nói cạnh khóe. Chín, không nuốt lời. Mười, không nói lời khiêu khích. 11, không nói chia rẽ. 12, không nói lời chọc giận. 13, không nói lời mê hoặc. 14, không nói lời oán hận. 15, không nói lời lén. 16, không nói lời ô nhiễm. 17, không nói lời như rên rỉ. 18, không nói lời như trẻ con. 19, không nói lời như rống. 20, không nói lời thô bạo. 21, không nói lời xúc phạm. 22, không nói phi thời. 23, không nói lời tham lam thấp kém. 24, không nói lời giận dữ ngăn cách. 25, không nói lời si mê cuồng loạn. 26, không nói lời kinh sợ. 27, không nói lời khinh mạn cố chấp. 28, không nói lời phá hoại. 29, không nói lời vua nịnh. 30, không nói lời cao ngạo. 31, không nói lời tự tôn tự ti. 32, không nói lời tùy theo sự yêu mến mà che giấu. 33, không nói lời bới móc, không thương yêu. 34, không nói lời chẳng thật. 35, không nói lời thiếu sót. 36, không nói lời hư vọng. 37, không nói lời tranh chấp gây rối. 38, không nói lời hai lưỡi. 39, không nói lời ác độc. 40, không nói lời theo dệt. 41, không nói lời phá hoại bề bạn. 42, không nói lời quá sắc bén. 43, không nói lời quá mềm mỏng. 44, không nói lời phạm tục. 45, không nói lời không che chở. 46, không nói nhiều. 47, không nói lời giận dữ. 48, không nói lời tranh giành. 49, không nói lời thấp hèn. 50, không nói lời loạn động. 51, không nói lời khinh rẻ. 52, không nói lời chê bai trước mặt. 53, không nói lời bẩn cợt. 54, không nói lời như ca hát. 55, không nói lời phi pháp. 56, không nói lời y gián. 57, không nói lời tự khen. 58, không nói lời chê bai người. 59, không nói lời khinh nhượng. 60, không nói lời kích bác. 61, không nói lời chống trái Phật Pháp Tăng. 62, không nói lời hủy bán hiền thánh. 63, không nói lời làm chứng phi lý. 64, không nói tất cả lời tội ác tội lỗi. Này hãy ý, trong 64 thứ lời nói tội lỗi như thế, phàm nói ra điều gì Bồ Tát đều mong xa lìa, liền được ngưỡng nghiệp thanh tịnh. Phàm nói ra điều gì đều nói lời không gián đoạn, nói lời như thật, nói lời chân chánh, nói lời thành thật rõ ràng, nói lời thuận theo sự thật, tự theo ngôn ngữ của tại chúng sinh, biết tâm ưa thích của tất cả các loài. Khi các chúng sinh đều sinh hoan hỷ, sau đó căn tánh của tất cả chúng dưới các phiền não, rồi trong ai thần của Phật nắm giữ chánh pháp, nói ra điều gì phân minh rõ ràng, êm ái dễ mến,
lìa các lầm lỗi, nhưng đều do phước hạnh thành tựu nên lời nói không sinh tham lam, mà gồm thâu công đức, chẳng sinh sân giận sâu xa vô cùng, không sinh si mê. Ở trong mười phương thế giới hiện bày ngôn ngữ đều được lợi ích, để tất cả nơi đều không hiện tướng. Này hệ ý đó là trí Bồ Tát dẫn dắt ngưỡng nghiệp hoàn hảo. Lại nữa hệ ý, thế nào là trí Bồ Tát dẫn dắt ý nghiệp hoàn hảo? Nghĩa là Bồ Tát trong một sát na nhất tâm vào khắp tâm hành của tất cả chúng sinh, đều thấu rõ cả, an trú trong Tamasiddha, hiện các việc oai nghi, nhưng cũng không hiện khởi Tamadhi ấy. Tất cả chúng ma đều không thể biết nghiệp tâm của Bồ Tát, gieo khắp tâm của tất cả thanh văn duyên giác, họ cũng không biết. Bồ Tát ấy không bao giờ sinh tâm tự hại mình và hại người, cũng không hại cả hai, chẳng biểu hiện ở tâm ý, không bị chướng ngại nơi một pháp nhỏ nào ở trong tất cả pháp, khởi trí biết rõ vì tâm ý của vị ấy không biểu hiện nên không cho biết rõ được. Không thọ mà thọ, chưa đủ pháp Phật, cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Này hãy ý, đây gọi là trí Bồ Tát dẫn dắt ý nghiệp hoàn hảo. Này hãy ý, những pháp như thế là căn bản tam địa tịnh ấn của Bồ Tát, an trú tự tuyết. Pháp căn bản này, tức là thân, ngữ, ý nghiệp của Bồ Tát, đều dùng trí để dẫn dắt, vì ba nghiệp ấy là trí dẫn đầu, nên có thể đạt được pháp tam địa tịnh ấn tự tuyết. Hãy ý nên biết, có 10 pháp mà tam địa này được gọi là tự tuyết, những gì là 10? Một, hạnh mới phát khởi gọi là tự tuyết vì thâm tâm thanh tịnh. Hai, hạnh Bồ Tát gọi là tự tuyết vì sa ba la mật đa thanh tịnh. Ba, hạnh hiển bày sự trong sạch gọi là tự tuyết vì tất cả pháp thiện thanh tịnh. Bốn, hạnh tướng hảo viên mãn gọi là tự tuyết vì phước hạnh vô ngại thanh tịnh. Năm, hạnh đắc biện tài gọi là tự tuyết vì nghe theo pháp hành thiện khiến người khác thanh tịnh. Sáu, trí niệm định không tán loạn gọi là tự tuyết vì sẽ lìa tất cả sự ngăn chê thô nặng phiền não hiện khởi được thanh tịnh. Bảy, trí pháp phần bồ đề gọi là tự tuyết vì bất phóng dật thanh tịnh. Tám, trí hiểu biểu thị chỉ quán gọi là tự tuyết vì tâm ý thức thanh tịnh. Chín, trí nơi mười địa thứ lớp gọi là tự tuyết vì trong tất cả pháp kiến lập đối trị sẽ vượt chướng ngại để được thanh tịnh. 10. Trí trang nghiêm đạo tràng đại bồ đề gọi là tự tuyết vì dứt trừ tất cả pháp bất thiện, tạo hợp, tập hợp tất cả pháp thiện thanh tịnh. Này hãy ý, vì đầy đủ 10 pháp ấy nên tam địa này gọi là tự tuyết. Hãy ý nên biết là có 20 pháp nên tam địa này gọi là tịnh ấn. Những gì là 20? Một, nội tịnh gọi là tịnh ấn vì ngã thanh tịnh. Hai, ngoại tịnh gọi là tịnh ấn vì ngã sở thanh tịnh. Ba, thân tịnh gọi là tịnh ấn vì tất cả nhận thức đều thanh tịnh. Bốn, tất cả pháp vô ngã thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì sở nay thanh tịnh. Năm, đối với tất cả pháp bình đẳng, hiểu rõ thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì nhất vị thanh tịnh. Sáu, không vô tướng vô nguyện thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tất cả giải thoát thanh tịnh. Bảy, hư không thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì trục ráo thanh tịnh. Tám, chúng sinh giới pháp giới thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì xa lìa các sự tạo tác. 9. Chỗ nhận biết hiện tại thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tự trí thông thanh tịnh. 10. Nhật luân quang minh thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì thường chiếu sáng thanh tịnh. 11. Tri kiến ba đời vô ngại thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì lìa các chướng ngại thanh tịnh. 12. Môn biểu thị thấu đạt thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tức trí vô trụ thanh tịnh. 13. Vô vi thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tự tánh hữu vi thanh tịnh. 14. Hiểu rõ duyên sinh thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì khéo quán pháp duyên sinh. 15. Tùy sức chứng vô sở ý pháp Phật thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tật trí thanh tịnh không thể sanh. 16. Hiểu rõ tướng pháp Phật thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì nghiệp trước thanh tịnh. 17. Đại từ đại bi thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì không bỏ chúng sinh khiến họ thanh tịnh. 18. Hàng phục các ma ngoại đạo khiến họ thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tất cả việc làm thanh tịnh. 19. Phá trừ tất cả hạt giống tập khí phiền não khiến cho thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tự tánh các pháp thanh tịnh. 20. Ở trong một sát na tâm biết khắp tất cả môn pháp Phật tùy theo chỗ biết thanh tịnh gọi là tịnh ấn vì tích tập sự thanh tịnh viên mãn. Này hãy vì đầy đủ 20 pháp ấy
nên tai ma địa này gọi là tịnh ấn. Hai ý nên biết, Bồ Tát khi ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề mới có thể đạt được tai ma địa này. Sau khi đắc tai ma địa ấy sẽ đạt được 8 loại tướng đại thần thông bất cộng. Những gì là 8? Một, bỗng nhiên cõi tam thiên đại thiên này đất đều biến thành kim cang. Hai, tất cả rừng cây hoa quả cành lá đều rộ nở nảy mầm và hướng về cây bồ đề, tất cả đều cong mình cúi xuống bày tỏ tướng cung kính. Ba, tất cả chúng sinh trong khoảng sắc na không bị tất cả phiền não gây hại. Bốn, tất cả địa ngục quả ác chúng sinh đều thấy bồ tát ngồi nơi đạo tràng bồ đề, thế rồi đều được an vui hoàn toàn. Năm, tất cả thế giới ở trên không đều hiện ra hào quang sắc vàng chiếu sáng rộng khắp. Sáu, đại địa chấn động, nhưng trong đó không có một phần nhỏ chúng sinh nào bị nhiễu hại. Bảy, chư Phật Thế Tôn trú thuyết pháp giáo hóa trong mười phương, dùng pháp vô ý để an ủi. Nói thế này thì anh em, các người rất tốt, là đạo sư lớn. Tam, trong một sát na, tất cả pháp Phật đều tập trung hiện ra trước tâm. Này hãy ý, những Bồ Tát ấy đắc tam ma địa tịnh ấn, sau đạt được 8 loại tướng đại thần thông bất cộng như thế rồi, có thể xuất sinh vô lượng diệt công đức như vậy, tất cả đều đồng oai lực thần thông của tam ma địa này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hãy ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 4. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả để tưởng về chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.